Chào mừng các bạn đến với series Tìm hiểu ABI dành cho ITBA. Hôm nay chúng ta cũng đã tới tập cuối cùng rồi. Thì trong tập cuối cùng này chúng ta sẽ đề cập các vấn đề liên quan tới việc mà chúng ta xây dựng cái tài liệu kỹ thuật sau khi mà chúng ta đã mô tả, chúng ta đã phối hợp với các bạn dev, các bạn QA/QC để mà hoàn thành ABI. Thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng tài liệu kỹ thuật của nó để mà phục vụ các giai đoạn thích hợp, cũng như là một số điểm mà các bạn cần phải lưu ý khi mà các bạn xử lý thích hợp ABI. Chúng ta cùng review lại các cái giai đoạn liên quan tới ABI. Thì chúng ta đã trải qua các giai đoạn xây dựng mô hình kết nối, giai đoạn mô tả ABI spec, giai đoạn phát triển. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới những cái giai đoạn cuối cùng, đó là chúng ta xử lý các cái tài liệu kỹ thuật, các cái mô tả kỹ thuật để chúng ta có thể xử lý các cái công việc mà liên kết với đối tác vân vân. Chúng ta bán ABI, chúng ta xử lý các giai đoạn về mặt sử dụng ABI đó. Thì trong cái phần tài liệu kỹ thuật này, chúng ta sẽ nói về các cái thông số kết nối, chúng ta nói về code mẫu, chúng ta bắt đầu tổng hợp những cái vấn đề đó và chúng ta sẽ xây dựng cái tài liệu kết nối kỹ thuật. Các bước xây dựng về cái giai đoạn này, chúng ta cần có, thứ nhất, các bạn sẽ phải review lại toàn bộ các cái mô hình kết nối xem nó như thế nào ra sao. Thứ hai là các bạn sẽ phải tổng hợp thông tin đặc tả kỹ thuật của ABI. Ở tập trước chúng ta nói về cái việc mà chúng ta đặc tả để mà chúng ta xây dựng ABI. Thì bây giờ ABI đã hoàn thành rồi thì chúng ta phải tổng hợp các cái thông tin kỹ thuật, các thông tin code, các thông tin hướng dẫn vân vân, nó mang tính technical để mà các bạn có thể xây dựng tài liệu. Thì các cái thông tin đặc tả này sẽ do các bạn dev cung cấp, hoặc là các bạn về mặt hạ tầng, các bạn về mặt bảo mật vân vân cung cấp. Chứ BA không phải là người chịu trách nhiệm để cung cấp các cái thông tin này. BA chỉ là người mang tính là thu thập và tổng hợp mà thôi. Thì ngoài ra các bạn cũng phải lưu ý là đôi khi chúng ta cũng phải đóng gói các cái ABI khác nhau nếu như có sự cần thiết. Sẽ có đôi lúc là ABI sẽ được sử dụng một cách riêng lẻ, nhưng sẽ có những lúc ABI nó sẽ sử dụng thành một package, thành một cái gói để mà phục vụ một cái mục tiêu, một cái nghiệp vụ nào đó. Rồi, đầu quay lại, chúng ta sẽ review lại. Trước tiên là chúng ta nhìn lại cái mô hình kết nối. Thì bữa trước trong cái bài thực hành, chúng ta cũng đã xem là cái mô hình kết nối này là một cái mô hình mà xử lý cái việc mà thu thập thông tin để mà mua bảo hiểm từ các nhà rạp chiếu phim khi mà khách hàng tới rạp chiếu phim xem phim. Thì cái mô hình này các bạn đã xem ở tập trước, mình sẽ không nói lại nhiều ở phần này, chẳng qua là chúng ta nhìn lại một lần nữa trước khi chúng ta xây dựng mô hình kỹ thuật, để mà nhìn lại một lần nữa trước khi chúng ta làm tài liệu kỹ thuật xem nó có vấn đề gì hay không. Sau khi các bạn nhìn lại overview cái mô hình rồi thì chúng ta bắt đầu tổng hợp các cái ABI cần thiết. Thứ nhất, các bạn thấy là các ABI cần thiết, ví dụ như healthcare study, chúng ta sẽ có thể có phải có 3 cái ABI. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cần có ABI input thông tin đăng ký, ABI truy xuất thông tin ngành nghề, ABI truy xuất thông tin nơi sinh. Thì có thể là những cái ABI về truy xuất thông tin ngành nghề và ABI truy xuất thông tin nơi sinh chúng ta đã làm ở một cái dự án khác rồi. Các xem như chúng ta, ví dụ chúng ta chỉ có xây dựng cái ABI input thông tin đăng ký mà thôi. Tuy nhiên khi mà các bạn muốn hoàn thành một cái business model, các bạn cần phải tổng hợp lại các cái ABI cần thiết để mà chúng ta xây dựng sao cho nó ổn, xây dựng sao đó thành một cái trọn vẹn, chứ không phải là các bạn lắc nhắc từng ABI. Đó là lý do tại sao các bạn cần phải nhìn lại cái mô hình kết nối. Tại vì có thể các bạn chỉ cần một ABI, nhưng có thể các bạn sẽ phải bổ sung thêm một cái ABI khác đã được xây dựng sẵn rồi để mà đóng gói nó lại thành một cái giải pháp trọn vẹn. Chúng ta nói tới ABI thì chúng ta sẽ nói tới cái việc đóng gói. Thường ABI được đóng gói để phục vụ một mục đích. Nếu như các bạn phục vụ một mục đích nào đó, nếu như chúng ta xử lý vì một cái nghiệp vụ nào đó, thì thường người ta đóng gói nó lại, package nó lại. Thì thường người ta hay gọi cái này là một SDK. Cái việc đóng gói này chúng ta sẽ bao gồm, bên cạnh cái chuyện là chúng ta gom lại các cái ABI, thì chúng ta cũng phải xây dựng một cái tài liệu kỹ thuật để mà chúng ta đưa cho cái người mà chúng ta thích hợp á, để mà người ta xem, người ta follow theo để mà người ta thích hợp. Thì cái việc đóng gói này nó sẽ bao gồm, thứ nhất tổng quan về ABI, mục tiêu và mô hình kết nối nó như thế nào. Thứ hai là các cái thông số kết nối. Thứ ba là mô tả spec của từng ABI. Thứ tư là code mẫu liên quan tới request, response, mã lỗi. Và thứ năm, những cái ghi chú khác cần có. Ở một số thông tin này thì các bạn cũng đã thấy là mình cũng đã đề cập tới trong những cái phần trước, thì ở đây mình chỉ bổ sung thêm một số cái nội dung để mà các bạn làm rõ hơn đối với một số cái nội dung mà nó mới phát sinh trong cái tập này. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là mình sẽ nói tới cái việc thông số kết nối. Thì thông số kết nối các bạn sẽ có một số thông tin, ví dụ như là loại ABI. Thì các bạn sẽ thấy thông dụng nhất trên thị trường nó có những dạng ví dụ như là REST, là RESTful. Thứ hai là những cái endpoint, tức là những cái địa chỉ kết nối, những cái IP kết nối, những cái môi trường sandbox, môi trường production của ABI. Các bạn sẽ thấy cái khái niệm là sandbox và production. Thì sandbox có nghĩa là một cái môi trường dùng thử, môi trường test, còn production là môi trường dùng live, môi trường dùng thực tế.
Và ngoài ra nó còn nói tới API thì các bạn sẽ thấy là nó liên quan tới việc kết nối, tới việc tích hợp. Thì chúng ta cần phải có các cái nội dung liên quan tới bảo mật. Thì các bạn sẽ thấy có một số cái khái niệm, ví dụ như là Client ID, Secret ID, Token hoặc là Key. Key ở đây ví dụ là Public Key hoặc là một số username password để truy cập. Thì những cái này mỗi cái doanh nghiệp, mỗi cái mô hình kết nối, mỗi cái API gateway khác nhau thì nó sẽ có những thông số khác nhau. Những cái này các bạn phải tùy thuộc vào từng nơi mà các bạn làm việc để mà các bạn đưa ra cái thông số kết nối phù hợp. Nó không có chuẩn chung. Mỗi nơi sẽ có một kiểu, cho nên là ứng với mỗi công ty mà các bạn làm việc, các bạn phải linh hoạt chỗ này, chứ chúng ta không cố định, chúng ta không cứng nhắc một cái gì đó. Đó là lý do vì sao ở đây mình chỉ trình bày cho các bạn theo những cái thông tin chung, chứ mình sẽ không nêu ra một cái structure cụ thể nào cả. Bởi vì mỗi công ty các bạn làm sẽ có một structure riêng biệt, một cái structure đặc thù. Tiếp theo các bạn sẽ thấy khi đóng gói API chúng ta cũng phải mô tả những cái code mẫu. Ví dụ ở đây mình cho các bạn coi một cái chuyện là chúng ta dùng một cái code mẫu về mặt request. Code mẫu này thì sẽ do các bạn dev người ta cung cấp cái phương pháp, cái cú pháp. Người ta sẽ cung cấp cái cú pháp cho các bạn, chứ bản thân BI các bạn cũng không cần xây dựng những cái này. Response, thì cái kết quả response các bạn thấy nó cũng là những dòng code, chứ nó không phải là những cái response theo kiểu thông tin, theo kiểu nghiệp vụ, theo kiểu mô tả như các bạn đã làm ở tập trước. Ngoài ra thì các bạn thấy cái error, những cái mô tả lỗi mà mình đã làm ở tập trước, các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta chuyển qua cái code mẫu, chuyển qua cái response thực sự, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả về những cái thông tin mang tính code, mang tính lỗi. Ví dụ ở đây các bạn thấy lỗi 417, lỗi về mặt description. Thì các bạn sẽ thấy đây là lý do tại sao chúng ta phải mô tả lỗi, để mà khi mà respond đâu phải lúc nào nó cũng thành công đâu. Đối với những trường hợp mà lỗi thì nó sẽ trả về cho chúng ta những thông tin ABC như vậy. Càng chi tiết càng tốt, càng chi tiết thì cái việc mà trải nghiệm người dùng nó càng ok thôi. Chúng ta đã làm thông tin tất cả các tài liệu rồi, các bạn phối hợp lại, sắp xếp lại thành một cái tài liệu thì tiếp theo chúng ta sẽ mang đi tích hợp. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có hai tình huống chính mà nói về cái việc sử dụng API như đã nói. Thứ nhất là các bạn sẽ thấy BI sẽ mang API đi tích hợp vào sản phẩm của đối tác. Thứ hai là BI tích hợp API của đối tác vào sản phẩm của API quản lý. Các bạn sẽ thấy là để làm được những chuyện này, một người BI cái vai trò của họ phải trao đổi nghiệp vụ, trao đổi thông tin về kỹ thuật, trao đổi thông tin về tài liệu và trao đổi thông tin về timeline, về việc sắp xếp nguồn lực, về việc person in charge giữa hai bên. Tại vì các bạn thấy tích hợp nó là một cái sự hợp tác trao đổi giữa hai bên, chứ không phải là theo hướng một chiều, cho nên tất cả mọi thứ đều phải lên plan, đều phải lên lịch vân vân, chứ không hề có bất kỳ một kiểu là các bạn thích làm gì thì làm hoặc là thích làm lúc nào thì làm. Cả hai bên đều phải xây dựng cái nguồn lực để cùng phối hợp với nhau làm. Rồi phần tiếp theo, sau khi thống nhất tất cả mọi nội dung đó rồi thì các bạn phải lập nhóm mail, lập nhóm chat để mà trao đổi thông tin. Khi mà tích hợp các bạn cũng phải xử lý với dev và kiểm thử. Rồi sau khi các bạn tích hợp hai bên xong rồi thì chúng ta hoàn thành các cái thủ tục hợp đồng, ký tá, nghiệm thu vân vân để mà chúng ta hoàn thành, chúng ta kết thúc nó và chúng ta sử dụng. Ngoài ra trong quá trình sử dụng các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có các cái nội dung mà nó bị lỗi, bị bugs, bị rớt kết nối, bị rớt mạng vân vân, có rất là nhiều cái thứ xảy ra thì chúng ta luôn phải có cái khâu về chăm sóc khách hàng, về bảo trì, bảo dưỡng, về vận hành. Thì các bạn sẽ thấy là lúc này ITBA chúng ta sẽ không focus nhiều, mà chúng ta đôi khi phải phối hợp với dạng help desk, với dạng IT vận hành, IT ops v.v. để mà chúng ta có thể xử lý các phần bảo trì bảo dưỡng. Đây là toàn bộ cái series về API. Thì các bạn sẽ thấy là series này hy vọng là nó sẽ khác biệt với các cái series mà các bạn thấy trên YouTube. Thường các cái series trên YouTube các bạn thấy nó liên quan tới việc là làm sao để code API v.v. Nhưng series này mình nhìn ở vai trò là một BA, là một ITBA, thì chúng ta cần có thể tạm gọi là cái xây dựng cái sản phẩm. Một cái sản phẩm API nó như thế nào, chúng ta cần phải qua các bước gì, mô tả nó như thế nào và chúng ta triển khai nó như thế nào. Series này mục tiêu là giúp cho các bạn ITBA có thể làm tốt công việc của mình, những cái công việc liên quan tới việc tích hợp, liên quan tới việc kết nối, liên quan tới việc xử lý API nói chung. Thì hy vọng qua series này các bạn sẽ có một cái góc nhìn tốt hơn, một góc nhìn rộng hơn về API và các bạn sẽ không còn sợ API nữa. Hai lúa xin chào các bạn, chúc các bạn thành công đối với các cái sản phẩm API.